chào cả nhà. Hôm nay thì em mời tất cả các bạn cùng em để mình đi dạo và tham quan ở thành phố Oxford, nước Anh nha. Bữa nay thì em cũng trở lại dưới đây và đi một vòng để chia sẻ cho các cô chú bác anh chị em tham quan ở dưới đây. Mọi người đi du lịch và tham quan á, bây giờ đứng đón xe buýt để đi địa điểm khác và tham quan thêm nữa. Ở dưới đây cuối tuần á thì đông đúc vui lắm, khách du lịch đồ ở nước gần đây á họ đi qua đây tham quan cuối tuần, chứ còn ngày thường á thì nó cũng vắng vẻ và các sinh viên á cũng học quá là nên không có vui. Bữa nay cuối tuần là mình đi đông đúc lắm. Sẵn em xuống dưới đây á thì cũng đi một vòng quay cho các cô chú bác anh chị em xem khung cảnh ở dưới đây. Nơi đây thì mình muốn đi dạo ở con đường mình tham quan cũng được, hay là mình muốn chèo thuyền nè thì mình mua vé để mình xuống mình mướn một chiếc thuyền ở dưới đây nè, nhỏ nhỏ cái mình chèo tham quan ở trên con sông. Mấy chiếc thuyền nhỏ nhỏ này đủ cho một hai người ha, cái mình mướn cái mình chèo trên cái con sông này nè. Còn ở trong đó đó là công viên, các bạn muốn tham quan ở trong đó thì cứ mua vé đi vào trong đó tham quan. Lúc trước thì ở dưới đây bất cứ mình tham quan chỗ nào cũng đều miễn phí, nhưng mà khách du lịch từ từ qua đây tham quan rất là đông luôn, rồi bây giờ thì bán vé. Ở trong đó rất là đẹp luôn á, nhưng mà thời gian em không có nhiều cho nên không có đi vào bên trong để tham quan được, khi khác thì em sẽ vào ha. Thì em tham quan và em chia sẻ cho các cô chú bác anh chị em cùng xem luôn. Này em đi gặp ngay đám cưới nè cả nhà. Đám cưới em thấy rất là đơn giản luôn, cũng không có ai hết. Ở nước Anh thì họ đám cưới đi tới cái chỗ kết hôn xong rồi họ đi dạo cảnh để chụp hình như vậy nè, rất là đơn giản luôn. Em thấy ở nước Anh thì những nước phương Tây họ rất là thoải mái, tự do để tìm bạn trai và bạn gái cũng như là họ kết hôn á. Ở đây thì khi đủ tuổi kết hôn mà có khi họ không có cần sự đồng ý của hai bên gia đình luôn á cả nhà. Bây giờ ở nước Anh thì em thấy họ kết hôn cũng rất là trễ nữa, họ sống chung với nhau á. Nhưng mà ở nước Anh các bạn biết không, mình sống chung dù cho bao lâu á mà chưa có kết hôn vẫn gọi là bạn trai với bạn gái á, không có được gọi là vợ chồng á các bạn. Anh này cũng rất là chu đáo luôn ha, cũng lo cho chị. Bây giờ thì đi dạo cảnh á để chụp hình như vậy là xong á các bạn. Đám cưới các bạn thấy rất là đơn giản không? Tới đây đi dạo. Đây là cái con đường chính lộ lớn nè, xe buýt chạy để hướng khách du lịch. Và vòng vòng hai bên á là quán ăn với những cái shop như vậy là bán đồ lưu niệm nè. Có những dòng chữ là Oxford dưới đây, bán các thứ đồ lưu niệm khi mình du lịch đây á, mua về để làm kỷ niệm. Ở dưới đây là trường học nhiều, và cái cũng có khu là nhà hàng quán ăn cho khách du lịch để đi vào trong đây ha. Trong đây lúc trước á là cuối tuần họ hay tổ chức bán ẩm thực á, mà bữa nay thì em thấy dẹp dọn và đóng mấy cái băng ghế cho khách ngồi, có lẽ là không có bán ẩm thực cuối tuần nữa đó cả nhà. Như các bạn nhìn thấy đó, là vừa trường học mà vừa những cái shop nhỏ nhỏ bán đồ lưu niệm với lại quán nước nhỏ nhỏ rồi quán ăn nữa. Ở trong đây cũng có xe bus vào để rước khách du lịch nữa. Ở dưới đây xe này
nhiều lắm, không có cái nóc ở trên á, mình có thể là ngồi mình được tham quan rồi ngắm hết toàn cảnh. Bây giờ trong đây trang trí lại nhìn rất là đẹp luôn nè. Trường học đồ trong đó đó cả nhà. Đây là các anh cũng là đi du lịch nè, rồi cũng có người hướng dẫn á. Những cái nước mà gần ở đây á, cứ họ cuối tuần họ qua đây họ chơi một hai ngày cái là họ đi về. Các bạn xem á, có một cái cây nó sống ở trên cái vách á, nó bám ở trong đó đó. Bây giờ mùa lạnh nó rụng lá hết rồi, mùa hè nó sẽ mọc lá ra, lá đẹp lắm. Hiện tại á, cũng còn mùa đông á, lạnh. Các bạn nhìn thấy trời cũng không có đẹp ha, u ám hoài à. Cho nên ở đây á, người ta đặt cho cái tên là xứ sở sương mù, thì cứ mù u ám hoài luôn vậy đó. Thích đi những cái con đường như vậy nè. Ở dưới đây á, người ta đi bộ nhiều với chạy xe đạp, ít có chạy xe hơi lắm. Ở trong đây cũng có chỗ cho mình đậu xe nữa nè cả nhà. Khu này bây giờ trồng cây cối và họ làm mấy cái băng ghế cho khách du lịch ngồi á. Sau này cái chỗ này cây nó lên rồi che bóng mát cũng đẹp lắm ha. Xe đạp nhiều lắm, bởi vì sinh viên á học ở dưới đây nè, và đi xe đạp. Vòng vòng thì trường học nhiều lắm, nhưng mà cũng có shop nhỏ nhỏ cũng nhiều để khách du lịch mua đồ lưu niệm á. Shop thì nhỏ thôi à, chứ không có lớn, thì quán ăn thì cũng mua ăn liền chứ cũng không có lớn lắm. Lúc trước cái khu này là bán cuối tuần á, thì người ta tổ chức ra bán ẩm thực cho khách du lịch với lại mấy em sinh viên đi ra đây mua ăn. Còn bây giờ sao em thấy là chắc không có bán nữa, nên làm mấy cái cục ghế quá trời luôn. Một cái con đường này á, nó dài lắm nè, em đi nãy giờ chưa hết luôn á. Sa bớt ở đây á, có lạ hơn ở Linh Bình không? Linh Bình thì có một cái màu đỏ thôi, còn dưới đây quá trời màu luôn. Xe lớn lắm, có 2 tầng luôn. Khi mà mình đi dạo tham quan đồ xong rồi đó, thì ngay đây có một cái shopping center rất là lớn luôn, để cho khách du lịch để ghé thăm và mua sắm. Con đường đó mình đi thẳng xuống á, là có một cái siêu thị rất là lớn, bán đủ thứ luôn. Và khu này cũng là cái khu có nhà hàng, quán ăn, các thứ luôn á. Các bạn mình đi dạo đồ xong xuôi là muốn ăn uống thì mình đi xuống dưới đây.
Đây là thành phố Oxford, một cái thành phố rất là nổi tiếng, có rất là nhiều cái con đường và địa điểm á, cho khách du lịch tham quan. Nên cuối tuần á, các bạn thấy là khách du lịch đến đây tham quan và đi dạo rất là đông luôn. Nhiều nhất là khách nước ngoài á, họ thích đến ở đây để du lịch lắm. Hồi nãy giờ mình đi xung quanh á, tất cả là trường học với lại con đường địa điểm rồi cho khách du lịch đi tham quan á, chứ ngay đây là không có nhà ở á các bạn, chỉ là trường học rồi các shop nhỏ nhỏ để các khách du lịch mua sắm á. Bữa nay thì cũng một vòng đi dạo chơi với cả nhà. Bây giờ thì em xin ngừng video nha. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Bye bye các bạn.